Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình review bất động sản của Phan Long Bất Động Sản ngày 26 tháng 9 năm 2024. Đây chính là tuyến đường NA2, một con đường nhựa có bề rộng đâu đó là 6 làn đường nhựa và vỉa hè mỗi bên là 7m quý vị ạ. Phải nói là con đường rất là rộng, rất là đẹp và dân cư đi lại cũng không đến mức độ tệ. Đặc biệt hơn nữa, đây là một con đường thực sự tiềm năng, thật sự sẽ mang lại cho quý vị các bạn những lợi ích đầu tư xứng đáng với đồng tiền bát gạo quý vị ạ. Điểm nổi bật của cái vị trí mà Long đang đứng đó là chính là phần cửa ngõ của khu đô thị Mỹ Phước 4 ngay gần với quốc lộ 13. Đây quý vị, bên ngoài thì chính là quốc lộ 13 đấy quý vị, có thể nhìn thấy được luôn. Dân cư đi lại khá đông, khá là nhộn nhịp. Mặc dù giờ này Long quay đang rơi vào tầm 3 giờ chiều nha quý vị. Và không để quý vị các bạn chờ lâu nữa thì ngay bây giờ Long sẽ đi vào review cho quý vị các bạn một căn nhà một trệt một lầu, chính chủ bán để về quê chăm cho chăm mẹ già. Quý vị các bạn đang xem video đừng quên dành tặng cho Phan Long một lượt đăng ký, một lượt like và một lượt chia sẻ nha quý vị. Đây chính là căn nhà một trệt một lầu, màu hường rất là nổi bật quý vị ạ. Căn nhà bước vào thì nhìn thôi đã thấy thích rồi quý vị ạ. Rất là rộng rãi. Phòng khách này thì tiết được cũng phải vài chục khách ăn nhậu thoải mái ở cái vùng này. Không gian bên trên đấy. Đây là nhà một trệt một lầu nhưng phòng khách lại để trống trông rất là thoáng, rất là mát quý vị ạ. Và bây giờ Long sẽ đi vào bên trong nha. Phòng khách thì rất là rộng. Đây là không gian để sofa hay là bàn. Đấy. Có thể thiết kế thêm ở đây là tủ tivi này. Rất là hợp lý. Đấy. Kinh doanh được luôn nha quý vị. Có thể tận dụng mặt bằng, với cái mặt bằng này thì hoàn toàn quý vị các bạn có thể kết hợp một mô hình kinh doanh như là quán ăn, quán chay, quán phở vân vân. Rất là phù hợp. Vừa ở vừa có kinh doanh thì quá là hợp lý cho cái không gian phòng khách như thế này. Và đi vào chỉ chính là không gian bếp quý vị. Cầu thang đi lên lầu, tay vịt bằng gỗ. Đấy. Mặt đá. Đây, bếp đây. Một không gian bếp thật sự rộng rãi. Thật sự rộng rãi luôn quý vị ạ. Căn nhà này có diện tích là 5x30 nha quý vị. 5x30, thổ cư là 100% và xây dựng hết đất. Trên có quạt trần để ăn. Rất tuyệt vời. Đó, đằng dưới có gì ạ? Có một phòng ngủ dành cho những gia đình có người già và trẻ nhỏ, quá phù hợp. Và đằng sau nhà vệ sinh rất to và rất rộng. Rồi đằng sau nữa thì có không gian phơi nhé. Không gian phơi bên sau và lối thoát hiểm. Rồi bây giờ Long sẽ đi lên trên. Quý anh chị đang xem video có thể liên hệ với Phan Long qua số điện thoại 0937105887 để được mua bán ký gửi bất động sản tại khu vực Mỹ Phước, thành phố Bến Cát nha quý vị. Cầu thang, cái khoảng cách giữa các cái bậc cầu thang đi rất là thoải mái. Tay vịn cũng ở vừa tay nắm nha quý vị. Tay vịn bằng gỗ rất là chắc chắn này. Nước sơn, căn nhà này có thể nói là cũng xây dựng tầm 3-4 năm rồi nhưng mà nước sơn vẫn còn rất là mới. Rồi phải nói choáng ngợp với cái không gian bên trên, rất là rộng, quá rộng luôn. Phòng ngủ này, bên trên này thì có hai phòng ngủ nha quý vị, hai phòng ngủ. Long A quay chi tiết tí cho quý vị các bạn nè. Đấy, ok, hai phòng ngủ như vậy. Đây một phòng ngủ nữa này. Hiện tại thì chính chủ đang ở một mình trong căn nhà khá rộng rãi như thế này và quyết định về quê để phụng dưỡng mẹ già sau một khoảng thời gian thuyết phục mẹ bỏ quê
đến phố nhưng mà không chịu quý vị ạ. Hành lang đi, gạch ở đây được ốp với cái loại gạch khá là bóng, khá là sạch sẽ. Và tất nhiên rồi, đây có một cái không gian để thờ cúng thì nằm ở đây. Long xin phép là không có quay nhiều hơn ở cái phần này nhá quý vị. Còn không gian bên trên nhìn xuống quý vị này, ở đây có một cái lan can bằng gỗ. Ở đây thì chúng ta có thể thiết kế đây là một cái không gian của bàn trà này, đúng không? Và đây có một cái không gian gỗ để ngồi nhìn xuống, rất là ok, dành cho những cái buổi tối cần thư giãn một tí. Có hai cái đèn ở bên cửa bên trên. Và cái không gian này đặc biệt là quý vị các bạn có thể đặt đổ và có thể thành phòng ngủ được luôn, hoặc là thành một cái sảnh để tập thể dục ở trên phần trên này, khi mà đây đã được gác bà hết rồi này quý vị các bạn này. Ok, trần đấy, đèn sáng tưng luôn. Một căn nhà mặt tiền kinh doanh, rất hợp để kinh doanh, rất hợp để mua và đầu tư lâu dài, và có thể nói là một tiềm năng sinh lợi đầu tư xứng đáng đồng tiền bát gạo, với một mức giá chỉ hơn 3,5 tỷ một xíu thôi nha quý vị. Quý vị các bạn muốn mua cái sản phẩm này cứ tới đây để gặp chính chủ hoặc là liên hệ với Phan Long qua số điện thoại là 0937 105 887. Phan Long sẵn sàng hỗ trợ quý vị các bạn mọi thủ tục pháp lý cũng như là đàm phán giá cả nha quý vị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và kính chúc quý vị các bạn thật nhiều sức khỏe.